Chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ chia sẻ đến mọi người làm món sinh tố Hàn Quốc này. Món này đang hot ở trên Sài Gòn á. Món này là món ăn của bên Hàn Quốc á, mà trên Sài Gòn đang hot món này nè. Bây giờ thì họ chưng từng thứ, từng ly một một nhá. Họ chưng rất nhiều ly ở 152 Lê Nguyễn Thượng Hiền cũng có nè, rồi ở chợ Gò Vấp cũng có nè. Đó mọi người nhìn nè, thấy rất là mắt mắt và nhìn là muốn ăn liền thôi. Và nếu mọi người thích món này thì hãy vô web cùng mình nhé. Đây là trái cây để mình làm sinh tố trái cây Hàn Quốc: nho, bơ, dâu, xoài, kiwi và thanh long đỏ. Đây là nước đường nè, mình nấu 400g đường cát, 400g đường phèn. Mình lấy 480ml. Còn đây là sữa tươi không đường. Sữa tươi không đường thì mình xài loại này. Còn sữa ông thọ, sữa đặc ông thọ, đây mình xài sữa đặc, Trước tiên là mình đi xay bơ. Mình đổ vô 40ml sữa đặc. Mình cho vô một ly đá và nước đường 40ml, sữa tươi không đường 40ml. Và nó đặc thì mình cố phụ nó một chút. Kiwi này là kiwi ngọt chứ không phải kiwi chua. Mình cũng cho một ly đá, 40ml sữa đặc, 40ml sữa tươi và 40ml nước đường. Và bây giờ mình sẽ xay xoài. 40ml sữa đặc, 4ml đường, nước đường và 40ml sữa tươi không đường. Và một ly đá. Và bây giờ mình đi xay dâu này. Mình bỏ một ly đá luôn. Và dâu 140g, thứ nào mình cũng cho 140g hết. Và một ly sữa đặc 40g, 40ml. Và 40ml nước đường. Và 40ml sữa tươi không đường. Nếu mà trái cây nào chua thì mình cho thêm đường, mà trái cây nào của mình cũng ngọt hết ạ. Bây giờ mình xay thanh long, mình cũng cho một ly đá và 40ml sữa đặc. Và cái trái cây nào mà ngọt thì mình phải cho, chua thì mình phải cho thêm đường. Và nước đường cũng 40ml. Và mình nấu vừa đường cát vừa đường phèn, mỗi thứ 400g.
Và bây giờ sữa tươi mình cũng cho 40 ml. Bây giờ thì mình xin tố nho, xin chay trái nho cũng một ly đá, đó một ly đá. Và 40 ml 40 ml sữa đặc. 40 ml nước đường. Và 40 ml sữa tươi không đường. Và đây là những ly sinh tố mình mới làm xong này mọi người ơi. Mình trang trí thứ nào mình trang trí thứ đó. Và nếu mọi người thích món này thì hãy like, đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.